Sao? Ông Quân hôm nay bà khen nghe, hôm nay khen Quân. Ông Quân đẹp trai, ông Quân dễ thương, ông Quân học giỏi nè, ông Quân ngoan, ông Quân thông minh nè. Được chưa? Thì con giận ba tại sao, lý do gì? Hả? Tại sao giận ba? Có lý do chứ, Paulo. Đúng không? Lý do gì con? Tại sao giận? Nói nghe coi. Tại sao giận? Nói bác nghe coi. Bác khen người ta hả? Bác có anh, bác khen con mà. Khen con cũng như là con chơi thân với anh Sửa thông minh á, để con học hỏi. Trời ơi, con không thương anh Sửa sao vậy? Sao không cho khen? Bác có khen con mà. Em Quân trước hả? Em Quân thông minh, em Quân dễ thương. Trời trời, em Quân học giỏi, em Quân ngoan. Ba em luôn xung ba yêu dạng, ba chơi với em. Rồi vậy thôi đấy hả? Không được khen Sửa luôn hả? Trời ơi, ích kỷ quá à. Bao lỡ ích kỷ quá không được. Trong khi anh Sửa là thông minh giống Bao Lò luôn mà. Đó. Đó. Sao được chứ, con chơi với anh con phải khen anh chứ, anh thông minh mà. Anh giả bộ đó, anh Sửa làm bộ thôi chứ anh Sửa thông minh lắm, anh Sửa khôn lắm, rất khôn luôn, giống y chang hai anh em giống nhau. Ba khen người ta đây, ba khen Polo mà. Thôi thôi không giận, lên đây rồi.